Thưa quý vị, sáng nay, Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương 6 tháng đầu năm 2023 đã diễn ra tại Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Cùng sự hội nghị còn có các đồng chí Chủ tịch nước Võ Văn Thường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận cho ý kiến đối với dự thảo báo cáo của Đảng ủy Công an Trung ương đánh giá kết quả công tác từ đầu nhiệm kỳ đến nay, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ. Dự thảo báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương giữa nhiệm kỳ 2020-2025. Đánh giá tình hình công tác công an 6 tháng đầu năm và nhìn lại nửa nhiệm kỳ. Định hướng công tác 6 tháng cuối năm 2023 của Bộ Công an. Kiến nghị những nội dung mới, chủ trương mới trong tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích, chiến công mà Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đạt được trong nửa đầu nhiệm kỳ vừa qua. Lực lượng Công an Nhân dân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Kết quả công tác, Công an đã phục vụ tốt nhiệm vụ chủ động chiến lược trong bảo vệ Tổ quốc, giữ vững ổn định chính trị, xã hội, an ninh, an toàn, lành mạnh, tạo môi trường hòa bình ổn định, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của đất nước trên trường quốc tế. Riêng ngành công an của chúng ta, tôi cho rằng cũng là một khoảng thời gian mà các đồng chí hoạt động rất vất vả, song cũng rất đáng tự hào, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của nhà nước, Đảng Bộ Công an Trung ương, Bộ Công an, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã luôn luôn đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, bám sát thực tiễn, đề cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an Nhân dân phấn đấu hoàn thành khá toàn diện các mặt công tác công an. Trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Cho đến thời điểm hiện nay có thể khẳng định, lực lượng Công an Nhân dân của chúng ta đã cơ bản hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, khẳng định được vai trò vị trí của mình. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá rất cao tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ chính trị. Một số nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của lực lượng công an và một số nhiệm vụ khác giao cho lực lượng công an chủ trì được thể hiện với tầm cỡ, mức độ chính trị cao hơn, vai trò, mức độ tác động, ảnh hưởng lớn hơn, vượt ngoài phạm vi thông thường của công tác công an so với những năm trước đây. Tổng Bí thư cũng đặc biệt biểu dương Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã gương mẫu đi đầu trong hệ thống chính trị khi đưa nghị quyết Đại hội 13 của Đảng đi vào cuộc sống. Lần đầu tiên, Bộ Công an đã cử các sĩ quan tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, cử đoàn công tác tham gia hỗ trợ cứu nạn cứu hộ, hỗ trợ nhân đạo giúp người dân Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục hậu quả sau thảm họa động đất, đồng thời phát huy vai trò nòng cốt tuyến đầu xung kích trong phòng chống dịch COVID-19, trong đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, kiên quyết, kiên trì điều tra, xử lý tội phạm về tham nhũng kinh tế được nhân dân đồng tình ủng hộ. Về phương hướng thời gian tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong triển khai nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, 12 và kết luận số 21 về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, tiếp tục coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng. Các đồng chí tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu, tiếp tục coi trọng công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng lực lượng Công an Nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm then chốt của cả nhiệm kỳ và những năm tiếp theo. Với tinh thần còn Đảng thì còn mình, danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất, tập trung thực hiện thật tốt ngay trong nội bộ Công an Nhân dân, đồng thời xuất phát từ vị trí vai trò của lực lượng Công an Nhân dân trong công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, các đồng chí cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo có hiệu quả công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, đấu tranh chống tự diễn biến, tự chuyển hóa, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ngay trong lực lượng Công an Nhân dân chúng ta, phải thật sự là lực lượng nòng cốt đi đầu trong bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh,
quan điểm đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ đối với các ban, bộ, ngành, đoàn thể thuộc hệ thống chính trị, góp phần quan trọng trong xây dựng chỉnh đốn Đảng. Đồng chí Tổng Bí thư cũng đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương khẩn trương tập trung lãnh đạo chỉ đạo lực lượng công an nhân dân, quyết tâm, nỗ lực cố gắng hơn nữa trong nửa cuối nhiệm kỳ, trước mắt là hoàn thành 8 nhiệm vụ cần làm ngay trong năm 2023, tạo động lực và khí thế mới để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vinh quang vẻ vang được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.